Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với tập 117-118 của Bộ truyện Thư viện Khoa học Kỹ thuật trên kênh Tạp hóa Tu Tiên. Người đọc Cẩm Giang, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chúng ta cùng đến với chương 581, Mua bán có lời. Tại tòa nhà số 1 trong khuôn viên công ty Kiến Hành Quân, anh Mạc có người đăng tin trên Deep Web tỏ ý muốn mua lại tất cả các thông tin cá nhân của các đặc vụ CIA. Mạc nữ đột nhiên, đồng thời cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Mạc. Deep Web, ánh mắt của Trần Mạc có chút ngưng trệ. Deep Web là phần chìm của Internet. Nếu thế giới thực có chợ đen, thì trong thế giới ảo cũng sẽ có một nơi cho phép tội phạm thực hiện các giao dịch phi pháp. Nói cách khác, Deep Web chính là chợ đen của Internet. Vì Deep Web hoạt động dưới hình thức ẩn danh, cho nên rất khó để truy cập được tung tích của người dùng ở đây. Vì lý đó, phần mềm, phần lớn các giao dịch diễn ra ở Deep Web đều là những thứ không thể tiết lộ ra bên ngoài ánh sáng. Ngoài ra còn có không ít tin tặc thực hiện hành vi bán thông tin người dùng, số thẻ tín dụng, mã độc, vân vân. Có thể truy ra tung tích của bọn họ không? Trần Mạc hỏi. Có thể. Mặc dù quá trình truy tìm thông tin ở Deep Web rất rối hơn so với những trang thông tin thông thường, nhưng đối với mặt nữ mà nói, đây cũng chỉ là sự khác biệt giữa việc đi một bước và đi hai bước mà thôi. Mặt nữ nói, tổng cộng có 5 tài khoản ngỏ ý muốn mua thông tin đặc vụ CIA, IP cụ thể theo thứ tự là New York, Osaka, Moscow, Đông Hải, Tehran. Còn các dữ liệu cá nhân thì vẫn chưa kiểm tra rõ được. Nhiều như vậy à? Trần Mạc có chút ngạc nhiên. Có điều, sau khi hắn suy nghĩ kỹ càng, Trần Mạc nhận ra đây vốn là chuyện thường tình. Trong số những tài khoản này, ngoài trừ Hoa Kỳ, các IP còn lại đều thuộc những quốc gia đối nghịch với Hoa Kỳ. Một khi nắm giữ thông tin cá nhân của các đặc vụ Hoa Kỳ trong tay, đồng nghĩa với việc phá hủy mạng lưới tình báo mà người Mỹ đã vất vả xây dựng trong nhiều năm qua, mà không tốn quá nhiều chi phí, đây tuyệt đối là một vụ mua bán có lời chứ không hề lỗ. Chúng ta không cần phải vội vã, bây giờ cứ tiếp tục giám sát hệ thống mạng của CIA để ta xem đám người này có phản ứng như thế nào. Sau khi tin tức được truyền ra bên ngoài, Trần Mạc có thể tưởng tượng được dáng vẻ sốt ruột của những kẻ đã hại hắn. Tại tòa nhà trụ sở CIA, mặc dù hiện giờ đang là ban đêm, nhưng đèn đuốc ở nơi này vẫn còn đang sáng trưng trong phòng làm việc của cục trưởng, đủ loại âm thanh hỗn độn vang vọng. Chết tiệt, tên hệ khốn kiếp. Lina Pell cầm văn kiện trong tay, sau đó nện mạnh vào màn hình máy tính, tóc tai rối bời, diện mạo điên cuồng, trông bà ta bây giờ y hệt như loài dã thú. Sau khi biết được tổ chức chú hề đã đánh cắp toàn bộ tài liệu bí mật và hồ sơ đặc vụ, rồi đăng tin uy hiếp để đòi tiền chuộc, Lina Pell như muốn phát điên. Thậm chí bà ta còn nhận được thông tin rằng có kẻ đang muốn mua những tài liệu kia từ tay của tổ chức chú hề trên Deep Web. Điều đó nghĩa là dù CIA có giao nộp tiền chuộc cho tổ chức chú hề, thì bọn họ cũng không thể nào đảm bảo liệu bọn chúng sẽ không bán tư liệu của mình cho những người khác. Nhưng tình hình hiện giờ có tiến triển như thế nào đi nữa, thì Lina Pell không thể thừa nhận rằng mạng lưới tình báo được bồi đắp trong nhiều năm của CIA gần như đã bị phá hủy trong mình. Con số tổn thất đã không thể đong đếm được nữa. Xuyên suốt 20 mấy năm làm đặc vụ, Lina Pell luôn cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Đó là bản lĩnh nhảy múa trên lưỡi dao trong suốt thời gian qua của bà. Tuy nhiên, tất cả sự tỉnh táo và cao ngạo của Lina Pell đã bị tổ chức chú hề phá tan tành. Vừa mới đây thôi, Tổng thống đã đích thân gọi điện để mắng chửi Lina Pell một trận. Đây cũng là lần đầu tiên bà ta bị gọi là rác rưởi. Nếu như các thành viên của tổ chức chú hề đang đứng trước mặt mình, Lina Pell nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Cục trưởng, Lina Pell đang phát điên trong phòng làm việc, thì một gã trợ lý gõ cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong văn phòng, hắn ta âm thầm nuốt nước bọt trong vô thức. Làm sao? Bắt được người của tổ chức chú hề rồi à? Lina Pell mắt đỏ ngầu, giọng nói còn mang theo sát khí. Không phải, cuộc họp mà cục trưởng yêu cầu đã được chuẩn bị xong rồi. Người đi ra ngoài trước đi, Lina Pell lạnh lùng nói. Người trợ lý như được đại xá lập tức rời khỏi phòng làm việc với tốc độ nhanh nhất có thể. Đi ra khỏi phòng làm việc, rồi hắn ta mới phát hiện sau lưng mình đã thấm ướt hết mồ hôi lạnh từ lúc nào. 2 phút sau, Lina Pell khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như cũ, sau đó bước ra khỏi văn phòng. Tuy nhiên, sự lạnh lẽo dưới ánh mắt đang chớp động kia có thể khiến người ta không rét mà run. Đi thôi, Lina Pell lạnh lùng nói một câu, rồi cất bước đến phòng họp.
Trong phòng họp có mười mấy cái ghế nhưng chỉ có 2-3 người ngồi. Lina Pell đeo kính 3D lên, hình chiếu 3 chiều của các đặc vụ xuất hiện trên ghế ngồi qua lớp kính. Ánh mắt của bọn họ đều đang tập trung về phía Lina Pell, nhưng sắc mặt của mỗi người đều không được tốt cho lắm, giống phim Kingsman nhỉ. Đây là lời của dịch giả. Những người này đều là những người quản lý quan trọng của cục tình báo CIA được phân bố nhiều nơi trên khắp thế giới. Đứng trước tình hình nghiêm trọng như hiện nay, Lina Pell bắt buộc tập trung triệu tập tất cả bọn họ để mở ra cuộc họp cấp cao. Chương 582, tức đến ngất xỉu. Có tin của tổ chức chú hề chưa? Âm thanh của Lina Pell trầm đục, giống như đang chứa đựng muôn ngàn lửa giận. Chúng ta đã điều tra địa chỉ IP do phòng an ninh mạng ở trụ sở chính đưa ra. Tuy nhiên, chúng ta không phát hiện bất kỳ ai có dấu hiệu khả nghi. Tất cả đều là dân bình thường, nhưng máy tính của bọn họ đều có vết tích của tin tặc. Một trong số các đặc vụ mở lời, đám người còn lại nhao nhao gật đầu, tình huống của bọn họ cũng tương tự như vậy. Con chuột chết tiệt này! Sức mặt Lina Pell càng trầm trọng hơn nữa, bà ta nện mạnh tay xuống bàn họp. Các ngươi có biện pháp nào khác không? Chúng ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Ngươi có chắc là tư liệu của chúng ta thật sự đã bị đánh cắp hay không? Có lẽ tổ chức chú hề chỉ muốn hù dọa để gạt tiền mà thôi. Một số người khác cũng lên tiếng phát biểu và đồng tình với suy nghĩ này. Lập trình viên cấp cao của CIA đã khẳng định tổ chức chú hề từng xâm nhập vào kho dữ liệu hồ sơ của các đặc vụ. Tuy nhiên, chúng ta hiện vẫn đang điều tra bọn chúng đã xâm nhập được bao sâu. Lina Pell cắn chặt răng, trầm giọng nói. Shit, đúng là gặp phải quỷ. Fuck, phế vật, đều là phế vật. Nhận được câu trả lời khẳng định của Lina Pell, toàn bộ những người ở đó đều chửi thề. Một khi tư liệu bị rò rỉ ra bên ngoài, bọn họ có thể sẽ bị bại lộ thân phận bất cứ lúc nào. Vậy chúng ta sẽ phải giao tiền chuộc sao? Lời này vừa nói ra liền bị Lina Pell phủ định. Không thể nào, chúng ta không được cúi đầu trước những phần tử khủng bố đó. Hơn nữa, ngay cả khi chúng ta giao ra tiền chuộc, thì cũng không thể loại trừ khả năng chúng chỉ bán các tư liệu đó cho các thế lực đối địch hoặc tiết lộ ra bên ngoài. Kể từ khi những tư liệu kia bị đánh cắp, chúng chẳng còn là bí mật nữa rồi. Nhưng nếu như không giao tiền, bọn chúng chắc chắn sẽ tiết lộ thông tin đặc vụ ra bên ngoài. Nhiệm vụ của các quốc gia thất bại, mỗi người trong chúng ta cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Người muốn hủy hoại toàn bộ CIA sao? Một trong số những người có mặt ở đây tức giận nhìn Lina Pell. Tất cả mọi người đều đồng thanh bảo đúng. Không phải ta, mà tổ chức chú hề muốn hủy hoại CIA. Ta làm sao biết được tường lửa của hệ thống an ninh mạng CIA yếu tới mức không chịu nổi một đợt tập kích của đám hacker kia chứ? Sao các ngươi không đi hỏi đám phế vật ở bộ phận kỹ thuật kia đi? Lina Pell cũng phát cáu. Vậy ngươi nói xem bọn ta bây giờ nên làm thế nào? Nơm nớp lo sợ chờ chết à? Ngọn lửa oán giận trần dân trào khắp nơi. Bọn họ hiện đang lẩn trốn trong lòng địch. Việc nhảy múa trên lưỡi đao đã đủ nguy hiểm rồi, bây giờ lại còn bị kề súng vào đầu. Thậm chí không biết khi nào khẩu súng đó sẽ phát nổ. Loại cảm giác chờ chết như thế này quả thật là một sự dày vò. Chúng ta không thể nào thỏa hiệp với tổ chức chú hề được. Cho nên các ngươi cứ rút về trước. Các ngươi là người liên lạc chủ yếu với những người cung cấp tin tức. Ngoài trừ những nhân sự đã được ghi nhận trong hồ sơ thì vẫn còn có một số nhân viên tình báo bí mật khác. Chỉ có các ngươi mới có thể liên lạc với bọn họ mà thôi. Chúng ta chỉ có thể giảm thiểu rủi ro đến mức tối đa bằng cách ra lệnh cho các đặc vụ rút về nước. Ngoài ra, các ngươi hãy sắp xếp người bảo vệ cho các nhân viên tình báo quan trọng đợi phong ba bão táp qua đi. Thì chúng ta sẽ sắp xếp nhân sự một lần nữa. Lạch cạch. Cuộc họp còn đang diễn ra thì một trợ lý mở cửa bước vào. Hắn ta lảo đảo xông tới, sắc mặt tràn đầy sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy, giống như đã gặp phải chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ vậy. Tốt hơn hết, ngươi hãy cho ta một lý do hợp lý, bằng không ta sẽ giết chết ngươi rất khó coi đấy. Vì cuộc họp bị cắt ngang, nên sắc mặt Lina Pell rất khó coi, giọng nói còn mang theo sát khí. Tổ chức chú hề vừa công bố một danh sách trên Twitter. Gã trợ lý run rẩy đưa máy tính bảng cho Lina Pell. Nhìn thấy danh sách trong đó, Lina Pell trợn trừng hai mắt, thân thể bất giác run rẩy, bà ta bắt đầu điên cuồng gào thét. Khốn kiếp, tên hề đáng chết. A! À! Tên chó đỉ. Sau khi qua cơn điên cuồng, Lina Pell phun một ngụm máu tươi lên màn hình máy tính bảng, hai mắt trợn ngược,
tức đến mức hôn mê bất tỉnh. Tại cục an ninh trong nước, Lý Chính Kế đang ngồi trong phòng làm việc, hắn ta và cấp dưới chuyên trách đang phân tích thông tin và bàn luận về tiến độ điều tra đối với một số kẻ tình nghi là gián điệp nước ngoài. Kể từ khi nhận được tài liệu cơ mật của tập đoàn Lanh Giác từ một người bí ẩn, sau đó triệt phá thành công đường dây gián điệp Nhật Bản ở trong nước, Lý Kế Chính đã chiếm được lòng tin từ cấp trên, đồng thời cũng được bổ nhiệm trở thành người phụ trách tổ chuyên án chống gián điệp trực thuộc Cục An ninh Quốc gia. Nhiệm vụ chính của bọn họ chính là âm thầm tìm kiếm các điệp viên và người cung cấp thông tin do các quốc gia thù địch cài vào trong nước. Tổ trưởng, tổ chức Chú Hề đã công bố danh sách các địch vụ CIA trên Twitter rồi. Một nhân viên cắt ngang cuộc họp của bọn họ, trong tay còn đang cầm một tờ danh sách. Đưa ta xem. Vừa nghe đến tổ chức Chú Hề, Lý Kế Chính lập tức quăng cây bút trong tay, sau đó nhận tờ giấy danh sách và bắt đầu xem xét. Chương tiếp theo, chương 583, tuyệt đối không dừng tay. Lý Kế Chính đương nhiên biết tổ chức Chú Hề chính là nhóm hacker gây náo loạn trên Internet trong những ngày gần đây. Bọn chúng tấn công vào hệ thống máy tính của CIA, sau đó đánh cắp thông tin cá nhân của tất cả các đặc vụ trực thuộc tổ chức tình báo này. Vì lý đó, các cơ quan an ninh tình báo trên khắp thế giới đều không khỏi lo lắng đề phòng. Hiện giờ, toàn bộ hồ sơ và tư liệu quan trọng của Cục An ninh trong nước đều được quản lý trong tình trạng ngắt mạng, xem như tạm thời cách ly hoàn toàn với hệ thống thông tin toàn cầu. Đồng thời, công tác xử lý các nhiệm vụ trọng yếu cũng phải được thực hiện trong điều kiện không kết nối với mạng Internet. Tất cả những biện pháp kể trên để là phòng bị tổ chức Chú Hề. Nếu không cẩn thận thì Cục An ninh sẽ rơi vào kết cục giống như CIA. Bi kịch của CIA đã dạy cho bọn họ một bài học. Quả thật, mạng Internet chẳng hề an toàn. Không ít kỹ hận tổ chức Chú Hề đến thấu xương, và Cục An ninh cũng không phải ngoại lệ. Động thái lần này của tổ chức Chú Hề thật sự đã khiến bọn họ ăn không ngon, ngủ không yên. Sau khi xem xét toàn bộ danh sách, Lý Kế Chính cũng không tỏ ra hào hứng, mà ngược lại sắc mặt hắn ta càng thêm âm trầm, tựa như mảnh trời âm u trước cơn giông cuồng gió lốc. Mau lập tức hành động đi, chúng ta chuẩn bị bắt người. Lý Kế Chính lạnh lùng ra lệnh. Tổ trưởng, ngươi không sợ rằng đây là danh sách giả mạo sao? Sau khi xem xét nội dung, một thành viên trong tổ chức chuyên án không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Bản danh sách này đã liệt kê không ít người có thân phận vô cùng nhạy cảm. Bản danh sách đã chỉ điểm hơn 200 người trực thuộc 10 quốc gia. Tổ chức Chú Hề là nhóm hacker phi pháp chứ không phải tổ chức tình báo quang minh chính đại. Cho nên ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Danh sách này là giả mạo. Ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Lý Kế Chính quả quyết ra lệnh. Trong lúc nhất thời, sóng gió cuộn trào. Tất cả mọi người cứ tưởng rằng tổ chức Chú Hề tống tiền CIA đã là đỉnh điểm. Không ngờ tổ chức này là bất ngờ tung ra danh sách điệp viên trên Twitter mà không một lời báo trước. Động thái này của bọn chúng đã thúc đẩy diễn biến của sự việc lên một tầm cao mới, đồng thời cũng khiến dư luận toàn thế giới xôn xao không ngớt. Bản danh sách bao gồm 10 quốc gia và đặc khu quan trọng trên thế giới như là Trung Quốc, Nga, các nước châu Âu và Trung Đông. Theo nội dung đã đăng tải, tổ chức Chú Hề chỉ công bố danh tính của 20 đặc vụ cho mỗi quốc gia. Tuy vậy, sức ảnh hưởng của nó tương đương với một quả bom đạn ký, vì những người có mặt trong bản danh sách đều là các nhân sự chủ chốt của CIA. Tổ chuyên án chống gián điệp của các quốc gia có mặt trong danh sách đều đã lập tức hành động, điên cuồng bắt kẻ trà trộn trong nước mình. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao của các nước đó cũng thuận theo tình thế mà lên tiếng khiển trách Hoa Kỳ. Vô số quần chúng hóng hớt lại được một phen xem kịch bản thỏa thích đã đời. Bọn họ vô cùng đồng cảm với rắc rối mà CIA gặp phải gần đây, đồng thời cũng vô cùng quan ngại các vấn đề an ninh mạng. Lúc trước, tổ chức Chú Hề đã bắt cóc cả một thành phố bằng cách làm tê liệt toàn bộ hệ thống mạng. Đến giờ, bọn chúng đã trở lại với thái độ phách lối ngang ngược hơn xưa, một lần nữa kích động các lo ngại về cuộc khủng hoảng an ninh Internet toàn cầu. Theo dòng sự kiện, rất nhiều người tiếp tục hướng sự chú ý của mình về sự kiện tổ chức Chú Hề để tống tiền CIA. Tổ chức Chú Hề đã chứng minh lời công bố trước đó của bọn chúng. Liệu CIA có giao tiền chuộc hay không? Nếu như CIA giao tiền chuộc, liệu tổ chức Chú Hề có tuân thủ ước hẹn giữa đôi bên mà tiêu hủy danh sách hay không? Hoặc nếu như CIA không giao tiền chuộc, liệu tổ chức Chú Hề có bán tư liệu quốc gia thù địch của nước Mỹ hay không? Mang theo đủ loại trạng thái cảm xúc, ánh mắt dò xét của truyền thông toàn cầu tiếp tục gắn chặt vào trang Twitter của tổ chức Chú Hề. Trong mặt,
Người khơi mào cho tất cả sóng gió kể trên cũng đang theo dõi diễn biến vụ việc ở trong thư phòng của mình. Tất cả mọi người trên thế giới đều không biết rằng nguyên nhân chính của cơn chấn động Internet này chỉ là một đòn trả đũa của hắn dành cho CIA. Trần Mặc đang nghi lén cuộc họp cấp cao của CIA, đồng thời cũng biết rõ đám người này không chịu giao tiền chuộc. Vì lẽ đó, hắn đã công bố một phần tư liệu mà mình có trong tay nhằm làm lung lay nền tảng của mạng lưới tình báo toàn cầu của CIA. Đến khi biết Lina Powell đến tức đến mức ngất xỉu, tâm tình của hắn mới được thả lỏng đôi phần. Đám người CIA không những bày trò bắt cóc mà còn làm tổn hại đến Tiểu Ngư. Điều này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Trước khi đối phương trả một cái giá đủ đắt, hắn tuyệt đối sẽ không ngừng dừng tay. Trong mắt không thể cử người đi ám sát Lina để trả thù, cho nên đã trực tiếp đối đầu toàn bộ CIA, với vì bà ta chính là cục trưởng của CIA. Trần Mặc ngước nhìn đồng hồ, bây giờ chính là lúc CIA phải lựa chọn liệu có nên giao tiền chuộc hay không rồi. Mặc nữ gửi thông báo đến cho đám người CIA đi. Chương tiếp theo, chương 584, còn muốn tiền chuộc. Lina Powell đi theo người trợ lý của mình đến một chỗ một nhân viên kỹ thuật. Màn hình máy tính của hắn đang hiển thị email do tổ chức chú hề gửi đến. Lúc này sắc mặt của Lina Powell âm trầm hơn bao giờ hết. Tình trạng sức khỏe của bà ta cũng không mấy ổn định. Bọn chúng nói gì? Tổ chức chú hề đã hoàn toàn đánh bay mặt mũi của bà ta, thậm chí còn quẳng xuống dưới chân mà dí đạp thêm vài phát nữa. Một người kiêu ngạo như Lina Powell chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục như thế. Bọn chúng yêu cầu chúng ta giao tiền chuộc, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Nhân viên kỹ thuật kia nhường chỗ cho Lina Powell. Nội dung của email hiện ra trước mặt bà ta. Còn muốn tiền chuộc à? Lina Powell tức giận đến mức toàn thân phát run. Mạng lưới tình báo toàn cầu của CIA là tâm huyết của rất nhiều đặc vụ cùng nhau bồi đắp trong mấy năm, thậm chí là vài chục năm. Bọn họ đều là những người đang trà trộn trong cơ cấu nội bộ nòng cốt của tất cả các quốc gia. Nhưng bây giờ, bản danh sách của tổ chức chú hề đã hủy hoại toàn bộ nỗ lực của bọn họ chỉ trong chớp mắt. Thậm chí, bọn họ còn không có thời gian để phản ứng. Ngay khi vừa trông thấy danh sách đó, Lina Powell đã tức giận đến mức hộc máu. Danh tiếng và nền tảng của CIA đã bị hủy hoại trong tay bà ta. Đây là một nỗi sỉ nhục và thất bại ê chề nhất trong lịch sử tình báo Hoa Kỳ. Các ngươi có thể tra được IP của đối phương không? Lina Powell nhìn người đứng bên cạnh mình. Các nhân viên trong phòng an ninh mạng đang bắt tay vào tra rồi. Các ngươi hãy trả lời tổ chức chú hề. Liệu bọn chúng có thể cam đoan trả lại tất cả các tư liệu cho chúng ta mà không giao cho bên thứ ba sau khi nhận đủ tiền chuộc hay chăng? Cố gắng câu trả lời của bọn chúng. Ngay sau đó tra ra vị trí của đối phương bằng tốc độ nhanh nhất. Lina Powell ra lệnh bằng giọng điệu tàn khốc nhất, chứng tỏ cơn thù hận trong lòng bà ta khủng bố đến mức nào. Nhân viên kỹ thuật không dám phản đối mà lập tức làm theo. Tổ chức chú hề đã trả lời rồi, bọn chúng hứa sẽ giữ uy tín, đồng thời cũng cảnh báo chúng ta không có lựa chọn khác nào cả. Chỉ có thể tin tưởng bọn chúng mà thôi. Đáng chết! Lina thầm rủa một tiếng. Đối phương quá phách lối, nhưng bà ta lại không có cách nào để phản công. Nói với chúng rằng, thời gian quá ngắn, chúng ta chưa thể gom đủ 500 triệu đô la Bitcoin được. Hắn nói chúng ta hãy đưa hết số tiền có thể gom được cho hắn. Truy được địa chỉ IP của đối phương rồi, ở Amsterdam. Một nhân viên kỹ thuật đột nhiên kích động hô lên. Hãy hỏi tổ chức chú hề, giao dịch ở đâu và như thế nào? Hãy cố gắng câu giờ của bọn chúng, không được để chúng nghi ngờ chúng ta. Ngoài ra, mau thông báo bộ phận hành động đi bắt người. Lina lạnh mặt ra lệnh. Ngay khi mệnh lệnh được truyền xuống, trụ sở chính đã điện thoại để thông báo trực tiếp cho các đặc vụ ở CIA ở châu Âu đến bắt người. CIA đến Amsterdam để bắt người. Sau khi biết tin, mặt nữ lập tức thông báo cho Trần Mặc. Tuy nhiên hắn nghe xong thì cũng chỉ cười nhạt. Bản thân Trần Mặc đã đoán trước được kết cục này. Địa chỉ IP đó vốn xuất phát từ một chiếc máy tính bù nhìn. Mặt nữ sử dụng nó để làm cầu nối liên hệ với CIA. Đối với mặt nữ mà nói, mọi IP đều là thật, nhưng mọi IP cũng có thể là giả. Chúng ta cho CIA một giờ, nếu không giao ra tiền chuộc thì bọn họ sẽ tự gánh lấy hậu quả, Trần Mặc nói. Đồng thời hãy đăng bài lên Deep Web, chúng ta sẽ rao bán thông tin cá nhân của các đặc vụ Hoa Kỳ sau một tiếng nữa. Mỗi một danh sách có giá trị 200 vạn USD Bitcoin. Bên phía CIA, sau khi biết tổ chức chú hề đã đăng bài lên Deep Web, cơn lửa giận
của Linda Powell bùng cháy đến cực hạn, bà ta suýt chút nữa thì đã đập vỡ máy tính. Đáng chết, tại sao bọn chúng dám chứ? Lúc này Linda Powell run rẩy toàn thân, bà ta giống như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Những người xung quanh đều kinh hồn bạt vía. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một vị cục trưởng luôn lạnh lùng tàn nhẫn như Linda Powell lại mất khống chế đến vậy. Có điều, nếu suy ngẫm kỹ càng thì chuyện này cũng là dễ hiểu. Một tổ chức tình báo lớn nhất thế giới như CIA mà lại bị một nhóm hacker nhỏ bí đùa giỡn trong lòng bàn tay. Loại cảm giác bị người ta khống chế quả thực vô cùng khó chịu. Các ngươi hãy trả lời tổ chức chú hề. Nếu bọn chúng giao trả những hồ sơ đã ăn cắp, thì CIA chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này. Hơn nữa, CIA đã sẵn sàng chiêu mộ những người như bọn chúng. Nếu như bọn chúng gia nhập vào tổ chức của chúng ta, thì bọn chúng có thể đạt được tất cả những thứ mà mình mong muốn. Linda Powell ép buộc bản thân phải tỉnh táo trở lại. Bà ta đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bằng ánh mắt lạnh lẽo nhất, dường như đang muốn truy tìm tên hệ chết tiệt đang ẩn nấp trong máy tính. Tuy nhiên, bọn họ không hề nhận được bất kỳ câu trả lời nào khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, văn phòng an ninh mạng của CIA đêm im lặng đến đáng sợ. Bầu không khí nơi đây dường như đã bị cô đặt thành thực thể. Các nhân viên trong phòng kìm nén tiếng thở, muốn làm gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nửa tiếng trôi qua, tất cả mọi người đều đang tiếp tục chờ đợi. Từng giây từng phút đều là những nỗi dây dứt đối với bọn họ. Đinh đinh đinh, tiếng chuông điện thoại đánh vỡ bầu không khí im lặng kỳ quái này. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nơi phát ra âm thanh, chính là người phụ trách bộ phận hành động của CIA. Địa chỉ ở Amsterdam là giả, nơi này không có ai cả. Đáng chết! Không chỉ Linda Powell, tất cả nhân viên phụ trách truy lùng tung tích cũng không kìm được sự phẫn nộ trong lòng. Tổ chức chú hề đùa giỡn với bọn họ một vố quá đâu. Tất cả mọi người đều âm thầm chửi một tiếng, sau đó quay sang nhìn Linda Powell. Chương 585, xem kịch hay. Cục trưởng, hay là chúng ta cứ giao tiền chuộc cho đối phương đi. Một trong những quản lý cấp cao lên tiếng, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía hắn. Nếu chúng ta chấp nhận giao tiền chuộc cho tổ chức chú hề, bọn chúng có lẽ sẽ giữ lời hứa ban đầu, còn nếu như không, thì tư liệu cơ mật của chúng ta chắc chắn sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài. Đây chính là một canh bạc giữa CIA và tổ chức chú hề. Cục trưởng, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh liều. Quản lý cấp cao kia bắt đầu phân tích những mặt lợi hại của mỗi lựa chọn. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao gật đầu. Đây có thể được xem là ván cược trị giá 2 tỷ USD. Nếu như đối phương giữ lời, thì bọn họ sẽ cố gắng đàm phán để tiếp tục câu giờ. Bằng không, bọn họ chỉ có thể nhận mình xui xẻo mà thôi. Những tài liệu kia có khả năng làm lung lay nền móng vững chãi của CIA, cho nên bọn họ chỉ có thể liều mạng để chuộc về. Các ngươi nghĩ đám phần tử khủng bố như tổ chức chú hề là những kẻ sẽ coi trọng chữ tín sao? Linda Powell xa sầm mặt lại. Lúc trước, tổ chức chú hề đã bắt cóc 3 thành phố lớn nhất thế giới. Bọn chúng đã làm theo lời hứa sau khi lấy được tiền. Có lẽ mục đích duy nhất của những kẻ này là tiền. Nếu chúng không giao tiền cho bọn chúng, thì những phần tài liệu kia sẽ rơi vào trong tay kẻ địch của chúng ta trong vòng nửa tiếng tiếp theo. Chính phủ Trung Quốc, Nga và cả Trung Đông nữa, đám người đó vô cùng tình nguyện bỏ ra 20 triệu USD để giao dịch với tổ chức chú hề đấy. Dù cho tài liệu có bị tiết lộ ra bên ngoài, thì ta nhất quyết không nhân nhượng với bọn chúng. Vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho các đặc vụ bị bại lộ thân phận? Kẻ nào có thể đền bù toàn thất CIA? Mạng lưới tình báo toàn cầu của chúng ta bị phá hủy hoàn toàn trong tay ngươi. Vậy ngươi chịu trách nhiệm nổi sao? Một quản lý cấp cao khác cũng nổi giận. Ta chịu trách nhiệm. Ngươi lấy cái gì để chịu trách nhiệm? Ngươi muốn nhận lỗi về việc đã ngược đãi tù nhân? Hay ngươi muốn lấy cái chức cục trưởng để bù đắp tổn thất? Mạng lưới tình báo toàn cầu là thành quả nhiều năm của CIA. Một câu chịu trách nhiệm đơn giản của ngươi liệu có đủ? CIA chúng ta có thể xây dựng lại mạng lưới tình báo toàn cầu. Nhưng một khi thỏa hiệp với tổ chức chú hề, chúng ta sẽ trở thành trò cười của cả thế giới. Một cơ quan đại diện cho cường quốc Hoa Kỳ như chúng ta lại cúi đầu trước một đám khủng bố. Đến lúc đó, ngươi có biết tổn thất sẽ là gì không? Hiện giờ, các quản lý cấp cao của CIA chia làm 2 đảng phái. Ai nấy đều đang tìm cách lôi kéo đồng minh cho mình. Một bên là ủng hộ việc giao tiền chuộc, còn bên ngược lại thì phản đối việc giao tiền chuộc. Cuộc tranh chấp nảy lửa giữa bọn họ đã khiến cho bầu không khí tại trụ sở CIA tràn ngập mùi thuốc súng. Thời gian dần trôi qua,
cuộc tranh chấp dần đi vào bế tắc, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Tổ chức chú hề vừa đăng bài trên Twitter: vì chúng ta không giao tiền chuộc đúng hạn nên bọn chúng muốn rao bán tất cả các tư liệu mà mình đang có trong tay. Mỗi một giao dịch trị giá 200 vạn USD, tính đến thời điểm hiện tại đã có 8 người ngỏ ý muốn mua. Bây giờ thì ngươi hài lòng rồi chứ? Ngươi cứ chuẩn bị tinh thần mà rớt đài đi. Một quan chức cấp cao của CIA sa sầm mặt, hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Tina Powell nén nửa giận trong lòng ngùng ngục. Bà tay run rẩy trở về phòng làm việc của mình. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, Lena Powell cũng hoàn toàn bùng nổ. Fuck! Chó đĩ! Mẹ nó! Tổ chức chú hề chó đĩ! Các ngươi đừng bao giờ rơi vào trong tay ta, bằng không ta sẽ khiến cho các ngươi phải sống không bằng chết. Tiếng đập phá đồ vang vọng cả một tầng lầu, dọa cho cả người bên ngoài sợ đến mức rụt cổ. Tất cả mọi người tại CIA đều bị bao phủ trong bầu không khí ảm đạm u ám. Ở một nơi yên tĩnh khác, trong mặt người khởi xướng tất cả mọi chuyện nhàn nhã ngồi trong phòng thí nghiệm quan sát phản ứng của tất cả các bên. Giống như những gì hắn đã dự liệu, CIA không hề thỏa hiệp. Trần Mạch muốn đối phương phải thỏa hiệp và giao nộp tiền chuộc, sau đó hắn sẽ trở mặt và công bố tài liệu. Tina Powell cũng sẽ vì thế mà mất chức cục trưởng. Đó mới là kế hoạch thật sự của hắn. Đáng tiếc sự việc là không diễn ra theo hướng này. Có điều, Tina Powell vẫn phải nằm gai nuốt mật trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Bà ta sẽ không còn tâm trạng nào để quấy rối đến hắn. Để diễn tròn vai, Trần Mạch đã bán tư liệu cho một vài thành phần trên Deep Web. Hắn không thèm điều tra thân phận của đối phương, dù sao thì mục đích trả thù CIA của hắn cũng đã hoàn thành. Anh Mạch à, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Khi thấy Trần Mạch đang suy nghĩ miên man, hình dáng ba chiều của Mạch nữ đột nhiên lên tiếng, xem kịch hay. Trần Mạch cười ha hả. Sau khi trả được thù, hắn cần phải nghĩ cách kết thúc sự việc lần này một cách êm ấm nhất có thể. Tuy nhiên, hắn muốn để mọi chuyện huyên náo thêm một khoảng thời gian nữa. Mấy ngày kế tiếp, cả thế giới tiếp tục đón nhận những cơn chấn động mới. Tổ chức chú hề vậy mà đã bán đi tư liệu của CIA. Thành hành động điên cuồng của bọn chúng quả thật đã khiến cho vô số người phải âm thầm bội phục. Cả thế giới này cũng chỉ có tổ chức chú hề dám ngang nhiên phách lối như thế. CIA cũng lập tức ban hành lệnh truy nã tổ chức chú hề trên toàn cầu. Bọn họ còn treo giải thưởng 30 triệu đô la cho người cung cấp thông tin về các thành viên của đám hacker này. Tại Hoa Kỳ, sự việc liên quan đến tổ chức chú hề đã kích động làn sóng công kích ở khắp nơi, tạo điều kiện cho các đảng phái đối lập lấy thời cơ để đa kích trực diện vào sự kém cỏi của chính phủ đương nhiệm, kéo theo rất nhiều cuộc biểu tình để thị uy. Tình hình ở Hoa Kỳ hiện giờ đã rất náo nhiệt, còn các quốc gia cũng không hề bình lặng. Sau khi có được thông tin cá nhân của điệp viên của CIA, bọn họ đã bắt đầu các cuộc truy quét quy mô lớn, âm thầm triệt phá mạng lưới gián điệp ở CIA ở trong nước. Thỉnh thoảng giới truyền thông lại đưa tin về việc một quan chức bị sa thải hoặc một doanh nhân tự tử hoặc biến mất. Rất nhiều người cung cấp thông tin và các đặc vụ có tên trong danh sách đều bị giam giữ để thẩm vấn hoặc hành quyết bí mật. Một trong số kẻ đã bỏ trốn về nước trước đó, nhưng vẫn truy nã gắt gao bởi các cơ quan an ninh của mỗi nước. Mạng lưới tình báo toàn cầu mà CIA đã xây dựng và bồi đắp trong nhiều năm đã bị phá hủy chỉ trong vài ngày. Tầm ảnh hưởng từ cuộc tấn công của tổ chức chú hề đối với CIA đã đạt đến đỉnh điểm, thậm chí còn vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Cộng đồng mạng quốc tế đều đang lo lắng liệu quốc gia hoặc tổ chức nào sẽ là mục tiêu tiếp theo của tổ chức chú hề. Chương 586, tổn thất một nửa. Theo thông tin từ tờ Reuters, cảnh sát Paris thông báo bắt giữ cựu nghị sĩ Bliss. Một quan chức giấu tên cho biết vụ việc lần này có liên quan đến CIA. Thông tấn xã Sudelcher Jatung đưa tin, theo các nguồn tin liên quan, cảnh sát đã khống chế một số quan chức cấp cao của chính phủ và đang trong quá trình điều tra. Theo Pravda, Tổng cục An ninh Nga cho biết, tổ chuyên án gián điệp của bọn họ đã bắt được hơn 20 gián điệp Hoa Kỳ đang trà trộn trong cơ cấu chính phủ Nga. Trong số đó, một gián điệp có tên là Paul, hắn ta vốn là nhân viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nga và đang tham gia hoạt động gián điệp ở đây.
chính phủ Nga đã triệu tập Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nga để bày tỏ sự không hài lòng với cách tiếp cận của Hoa Kỳ. Theo Thời báo Nhân dân, giới truyền thông quốc tế liên tục đưa tin các tin tức hư hư thực thực về các đợt truy quét gián điệp tại nhiều quốc gia khác nhau. Điều này đã gây ra một làn sóng mạnh mẽ khắp thế giới. Quả thật, tổ chức chú hề không chỉ khuấy động khủng hoảng an ninh mạng toàn cầu, mà còn kích động những phương diện khác. Tuy nhiên, giới quan chức của mỗi quốc gia vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính xác về những thông tin này, vì điều này không khác gì đang thừa nhận rằng bọn họ đã có được danh sách của tổ chức chú hề. Tổ chức chú hề đã được xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Việc giao dịch của bọn chúng không phải là điều gì vinh quang. Tình hình chính trị quốc tế hiện nay đang vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, khá nhiều quốc gia lại hận không thể ôm hôn thắm thiết tổ chức chú hề. Bọn họ không tốn quá nhiều chi phí mà vẫn có thể nhổ tận gốc mạng lưới gián điệp của CIA trên đất nước bọn họ. Đồ ngu, đồ anh hại. Đến một tổ chức hacker mà cũng không bắt được, người của CIA là một lũ bỏ đi sao? Tại văn phòng tổng thống bên trong Nhà Trắng, một ông già da trắng tóc vàng ném đống tài liệu trên tay xuống bàn, rồi chỉ vào mặt Lena rồi chửi bới. Ông ta đã từng đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ, Donald Trump, tổng thống doanh nhân gây nhiều tranh cãi nhất hiện nay. Để loại bỏ những cáo buộc đời tư cá nhân trong thời gian đương nhiệm, Trump đã bổ nhiệm Lena Paul làm nữ cục trưởng đầu tiên của Cục Tình báo Trung ương CIA. Không ngờ, một tổ chức đại diện cho sức mạnh vĩ đại của Hoa Kỳ lại bị một tổ chức hacker tạp nham chơi đùa trong lòng bàn tay, thậm chí còn bị bọn chúng vả mặt trước sự chứng kiến của công chúng thế giới. Thậm chí, mạng lưới tình báo là chính phủ Hoa Kỳ đã đầu tư và bồi đắp trong nhiều năm qua đã tổn thất hơn một nửa. Kể từ khi tổ chức chú hề công khai rao bán tư liệu cơ mật của CIA, các nhân viên tình báo của Hoa Kỳ đang hoạt động rải rác ở nhiều quốc gia lần lượt biến mất hoặc bị sát hại theo nhiều cách khác nhau. Hơn nữa, vụ việc liên quan đến tổ chức chú hề đã kéo theo làn sóng bất mãn phủ khắp cả nước. Tỷ lệ ủng hộ Trump vốn dĩ không cao, bây giờ lại có thêm nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở các bang đối lập. Người dân trong nước bắt đầu nghi ngờ về khả năng điều hành đất nước của Trump, vì lẽ đó, tỷ lệ ủng hộ của ông ngày càng thấp hơn nữa. Ngoài ra, Lena Paul vốn là người mà Trump bổ nhiệm, CIA bị tổn thất quá nửa trong tay cô ta, vì lẽ đó, Trump cũng chịu áp lực từ phía quốc hội và các đảng đối thủ. Ông ta buộc phải đưa ra một lời giải thích cho tất cả chuyện này. Hiện giờ, Trump vô cùng tức giận, hận không thể xí nát đống tài liệu trước mặt. Lena lặng thinh không nói gì. Đối với những lời la mắng của Tổng thống, bà ta chỉ có thể cúi đầu chịu đựng, bởi vì sự thật chính xác là như vậy. Mạng lưới tình báo của CIA đã bị phá hủy hơn một nửa trong tay bà ta. Ngươi định làm gì để giải quyết những câu chuyện này? Dường như đã mắng đủ, Trump dần trấn tĩnh trở lại. Nếu chuyện này không được xử lý kịp thời, thì đó sẽ là điểm sơ hở để các chính trị gia khác tấn công ông trong cuộc bầu cử sắp tới. Trump cần phải tìm người chịu trách nhiệm. Nếu không thì sự nghiệp chính trị của ông ta sẽ gặp nhiều bất lợi. Ta nhất định sẽ tìm ra tổ chức chú hề, Lena khẳng định bằng thái độ căm hận. Nhất định, CIA các ngươi còn không biết bọn chúng đang ở đâu, vậy lấy gì để đảm bảo? Khuôn mặt Trump vẫn hồng hào như cũ, nhưng thần sắc lại âm trầm như trước. Nếu không phải do toàn đội của ông đang thiếu người, Trump chắc chắn sẽ yêu cầu Lena từ chức ngay lập tức. Hiện tại, căn cơ nền tảng của CIA đã bị phá hủy quá nữa bởi tổ chức chú hề. Nếu ông để Lena Paul từ chức vào thời điểm này, một CIA vốn đã rệu rã sẽ càng thêm yếu nhược. Nếu CIA không tóm được tổ chức chú hề trong vòng một tháng, ta sẽ từ chức. Khi thấy các đơn vị truyền thông quốc tế nô nức đưa tin, Trần Mạch cảm thấy hả hê vô cùng, thậm chí còn cười nhạo tin sự đau khổ của bọn chúng. Tổ chức chú hề xâm nhập vào hệ thống máy tính của CIA, khiến cho mạng lưới gián điệp toàn cầu của họ bị phá hủy. Với tư cách là cục trưởng CIA, cuộc sống của Lena chắc chắn sẽ không hề dễ dàng gì. Thật không may, trong số tư liệu mà hãng thu thập được lại không có bằng chứng liên quan đến hành vi ngược đãi tù nhân của Lena. Nếu không, hắn cũng không ngại công khai để trả thù bà ta. Hiện giờ tình hình chính trị thế giới đã đủ huyên náo, Trong Mạch cũng đã tra được mối thù, sự việc cũng đã đến lúc phải kết thúc. Nếu hắn tiếp tục gây náo loạn, thì sự ổn định của Internet sẽ bị lung lay. Đến lúc đó là kết cục mà Trần Mạch muốn nhìn thấy. Mạch nữ, ngươi hãy đăng bài trên tài khoản Twitter của tổ chức chú hề. Trần Mạch nói, nội dung là gì? Hình chiếu của Mạch nữ xuất hiện bên cạnh Trần Mạch.
Trần Mạc xoa xoa cằm rồi nói, trái tim của ta giống như khuôn mặt này, nửa thuần khiết, nửa tối tăm. Ta có thể cho người nhìn thấy, nhưng cũng có thể kiên quyết không cho người nhìn thấy. Màn biểu diễn lần này của ta phấn khích không thôi, nhưng không ngờ lại khiến cho người khiếp đảm kinh hãi. Chẳng trách được, vì bọn ngươi là những con thú, còn ta là một gã hề thuần phục đám thú một cách điêu luyện. Chúng ta đã xâm nhập thành công hệ thống máy tính của CIA. Số tiền thu được từ việc bán dữ liệu là 180 triệu đô la Mỹ. Trời đã về khuya, buổi biểu diễn lần này đã kết thúc tại đây. Mọi người có thể tiếp tục chờ xem những màn đặc sắc tiếp theo. Chương 587, trò chơi đã kết thúc. Được rồi, ta đã gửi lên, Mạc nữ nói, anh Mạc, chuyện này kết thúc rồi sao? Đã kết thúc và vẫn chưa kết thúc. Trần Mạc lắc đầu nói, ta đã báo thù xong xuôi, nhưng dư âm của nó kéo dài bao lâu thì ta không thể biết được. Sự xuất hiện của tổ chức chú hề lần này đã khiến một trong bốn cơ quan tình báo trên lớn nhất trên thế giới là CIA phải chịu tổn hại hơn một nửa, đồng thời cũng dấy lên sự nghi ngại trong lòng người dân về vấn đề an ninh mạng. Do vậy, hắn không thể kiểm soát tầm ảnh hưởng sâu rộng của vụ việc lần này. Tài khoản Twitter của tổ chức chú hề thì sao? Luôn có người muốn bị khóa mật khẩu tài khoản, nhưng Mạc nữ đang chặn lại. Mạc nữ hỏi, cứ thế cho bọn họ làm gì thì làm, tài khoản Twitter này không có tác dụng gì nữa rồi. Trần Mạc thờ ơ. Hắn đoán rằng đám người tổ chức chú hề đang tức giận đến mức ói ra máu. Bọn chúng không phải là người gây ra chuyện này, thậm chí còn không thu được bất kỳ lợi lộc gì, nhưng phải gánh chịu ngọn lửa phẫn nộ từ khắp muôn nơi. Có thể nói tổ chức chú hề là những kẻ oan ức nhất Internet. Trò chơi kết thúc ư? Tổ chức chú hề đột ngột tuyên bố hạ màn, khiến cho tất cả các người theo dõi tin tức không khỏi há hốc miệng. Bọn chúng vẫn giữ phong cách bá đạo giống như lần bắt cóc cả một thành phố, nhận được tiền thì lập tức bỏ chạy. Giờ đây mối lo ngại về an ninh mạng toàn cầu đã nổ ra. CIA đã bị tổn hại phân nửa. Sự việc đạt đến giai đoạn đỉnh điểm, nhưng nhân vật chính lại cao chạy xa bay. Fuck! Tên hề chết thiệt. À! Rina là người điên tiết nhất trong khi đọc bài tuyên bố hạ màn của tổ chức chú hề. Các cảm giác khó chịu này tương tự như cuộc tình đang nồng thắm thì phải kết thúc vì lý do lãng xẹp, khiến người ta không tiến cũng không lùi được. Dina đã hứa với Tổng thống sẽ bắt được tổ chức chú hề trong vòng một tháng. Cuối cùng đối phương lại bỏ dở cuộc chơi rồi biến mất. Cho dù bà ta có năng lực siêu phàm để chăng nữa thì cũng không thể tóm được đối phương một cách suôn sẻ. Hiện tại, Lina chỉ có thể cầu nguyện rằng tổ chức chú hề vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trên mạng dù cho đã thông báo kết thúc. Vì như thế bà ta mới có cơ hội bắt được bọn chúng. Sau khi bình tĩnh trở lại, đôi mắt của Lina Powell lóe lên tia lạnh lùng. Bà ta nhấc máy rồi nói, triệu tập các thành viên của CCI và COG. Trong tầng hầm của một biệt thự độc lập ở Hokkaido, Nhật Bản, Tenkai Tokomi đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay không ngừng gõ vào bàn phím. Nhìn những dòng mã hiệu chảy như nước trên màn hình cửa sổ, sắc mặt hắn ta vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm. Tenkai Tokomi chính là thành viên của tổ chức chú hề. Khi ngôn ngữ lập trình chữ Hán vừa được ra mắt, có kỳ đã khởi xướng một nhóm chat trao đổi về ngôn ngữ lập trình ký tự chữ Hán trên diễn đàn hacker với cái tên tổ chức chú hề. Cha của Tenkai Tokomi là Hoa Kiều, cho nên hắn khá thông thạo tiếng Trung. Vì muốn học tập loại ngôn ngữ máy tính mới mẻ này, Tenkai Tokomi đã tham gia nhóm chat đó. Các thành viên trong nhóm chat cùng nhau đã biên soạn mã nguồn cho nhiều chương trình khác nhau. Dần dà, tất cả mọi người đều nắm được kiến thức và sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Khi biết được mã nguồn phần mềm virus Giang Nam được biên soạn ngôn ngữ lập trình chữ Hán, tất cả các thành viên đều tò mò lý do vì sao con virus này có thể lan truyền điên cuồng đến như vậy. Vậy nên, bọn họ đã lên kế hoạch để đánh cắp mã nguồn của nó. Đám hacker tổ chức chú hề vui vẻ đến mức phát điên khi phát hiện ra tính năng lan truyền và xâm nhập từng nửa mạnh mẽ của các loại virus được biên soạn bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Vì muốn cho cả thế giới này được chiêm ngưỡng kỹ thuật lập trình siêu đẳng của mình, tổ chức chú hề đã lên một kế hoạch điên cuồng, hòng bắt cóc cả một thành phố. Sự việc lần này đã gây ra cuộc đấu đá nội bộ trong nhóm chat tổ chức chú hề. Người sáng lập tổ chức chú hề và một số người đã rời đi, những người còn lại thì thành lập tổ chức chú hề mới. Sau khi hoàn thành kế hoạch bắt cóc các thành phố lớn trên thế giới và tống tiền chính phủ của các quốc gia đó, các thành viên thỏa mãn lòng hư vinh của mình, bọn họ chia tiền cho nhau rồi mai danh ẩn tích. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, một tổ chức chú hề xuất hiện trở lại.
bọn chúng xâm nhập máy tính và tống tiền CIA. Các thành viên trong tổ chức chú hề đều choáng váng khi theo dõi tin tức. Ban đầu, bọn họ có thể đánh cắp một thành phố vì tường lửa trong máy tính của người bình thường rất dễ xâm nhập. Hơn nữa, bọn họ đã tốn rất nhiều công sức để tăng cường khả năng lan truyền mạnh mẽ của virus hề. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bọn họ có thể vượt qua tường lửa hệ thống máy tính của CIA. Bọn họ không ngờ có kẻ làm được. Không chỉ vậy, anh ta còn lấy danh xưng của tổ chức chú hề bắt chước theo cách nói chuyện và phong cách hung hăng kiêu ngạo của bọn họ. Lúc mới biết tin, tất cả các thành viên đều rất sốc. Ai nấy đều cho rằng một người nào đó trong nhóm chat đã gây ra vụ việc động trời này. Kết quả khi bọn họ liên lạc với nhau thì mới phát hiện ra tài khoản Twitter của tổ chức chú hề đã bị hack. Điều này không có gì, không khác gì một cú bạc tay trực diện vào tổ chức chú hề hàng thật. Bọn họ vừa bị đổ oan lại chẳng nhận được lợi lộc gì. Tuy nhiên bọn họ không thể thừa nhận với thế giới vì điều đó, vì nếu làm như vậy chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Lúc trước, vì muốn phô diễn tài năng lập trình của mình cho cả thế giới, bọn họ đã bắt cóc cả một thành phố. Điều này đã chứng tỏ tính cách ngạo mạn của đám hacker này. Vậy nên bọn họ không thể thừa nhận bản thân trở thành một trò hề đúng nghĩa. Tất cả các thành viên của tổ chức chú hề đã bắt đầu hợp lực với nhau để lấy lại tài khoản Twitter và đối phó với hàng Faki. Dù không thể làm sáng tỏ được mọi chuyện, thì chí ít bọn họ cũng có thể lấy lại được chút mặt mũi thể diện. Ngoài ra bọn họ cũng hy vọng sẽ có được danh tính của kẻ đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của CIA. Chương 588 đã có động tĩnh. Tenkai Tokumi hiện đang bị khóa để lấy lại tài khoản Twitter. Sau vài ngày mày mò, hắn vẫn chưa thể phá giải mật khẩu tài khoản. Dường như có một bức tường vô hình dựng trước mặt, khiến hắn không thể tiến thêm một bước. Các thành viên khác cũng gặp phải vấn đề tương tự. Nhưng bọn họ phải lấy lại mật khẩu tài khoản. Chỉ là có nên đổi phương pháp khác để bị khóa hay không đấy, Tenkai Tokumi suy nghĩ. Tinh tinh tinh, đột nhiên âm thanh của máy tính cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn ta. Nhìn thấy bốn chữ bị khóa thành công, con người của Tenkai Tokumi trợn to, sắc mặt vui mừng từ từ lộ ra. Sau một tuần bị khóa, cho dù hắn đã thử mọi cách nhưng vẫn không lấy lại được mật khẩu tài khoản, nhưng cuối cùng bây giờ cũng đã xong. Tenkai Tokumi cảm thấy vô cùng vui mừng, còn hơn khi hắn ta xâm nhập vào hệ thống máy tính của tổ chức chú hề nào đó. Do dự một lúc, Tenkai Tokumi kết nối với máy tính ảo và bắt đầu thử đăng nhập vào tài khoản. Trong khi đó, tại trung tâm chỉ huy của CIA, lúc này trụ sở chính của CIA đã tập hợp tất cả thành viên của CCI, trung tâm tình báo mạng. CCI là một bộ phận trực thuộc của DDI, Digital Innovation Division, một trong năm phòng ban quan trọng của CIA. Ngoài các thành viên của CCI, các thành viên của COG, tổ chức vận hành mạng máy tính và các chuyên gia máy tính khác từ văn phòng khoa học và công nghệ cũng đã tập trung tại đây. Lúc này, bầu không khí trong văn phòng vô cùng căng thẳng, dây thần kinh của tất thể người tụ họp ở đây đều căng như dây chảo. Ai nấy đều đang tập trung kiếm tìm manh mối liên quan đến tổ chức chú hề. Sau khi Lina trở về từ văn phòng tổng thống, bà ta đã triệu tập tất cả các chuyên gia CIA, sau đó ra lệnh cho bọn họ theo dõi các hoạt động liên quan đến tổ chức chú hề 24/7 để truy tìm tất cả các manh mối liên quan đến đám hacker này. Đây dường như là động thái lớn nhất trong lịch sử của CIA nhằm rửa sạch nỗi sỉ nhục mà tổ chức chú hề làm đổ lên đầu bọn họ. Hơn nữa, thời hạn của bọn họ cũng chỉ có vỏn vẹn một tháng. Tuy nhiên, tổ chức chú hề bất ngờ thông báo kết thúc trò chơi rồi lập tức đăng xuất khỏi tài khoản. Bọn chúng có đăng nhập lại hay không thì vẫn còn đang là một câu hỏi. Việc truy tìm tung tích của tội phạm trên thế giới ảo còn khó khăn hơn mò kim đáy bể. Kể cả bọn họ có vận dụng tất cả các công cụ giám sát toàn cầu thì cũng không chắc có thể tìm ra được manh mối. Tài khoản Twitter của tổ chức chú hề đã trực tuyến trở lại rồi. Một giọng nói sốt sắng đột nhiên vang lên khiến cho mọi người lập tức lấy lại tinh thần. Chờ đợi cả một ngày trời, cuối cùng cũng có động tĩnh. Tránh ra! Morrison đi tới trước màn hình máy tính, giành lấy ghế của nhân viên kỹ thuật rồi ngồi xuống. Cho ta một đoạn mã theo dõi. Ta muốn xác định vị trí đăng nhập tài khoản. Khi tổ chức chú hề bắt cóc cả một thành phố, hắn ta từng đối đầu với đối phương nhưng không thể thành công. Tổ chức chú hề đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, cho nên hắn ta không thể lần ra vị trí của bọn chúng. Lần này khi được triệu tập đến đây để tiếp tục
tham gia chuyên án tổ chức chú hề. Morrison muốn rửa sạch nỗi nhục khi xưa. IP đăng nhập chắc chắn là máy tính ma hoặc là IP giả. Chúng ta đã thử nhiều phương thức theo dõi nhưng đều thất bại. Thủ đoạn chi dấu của đối phương rất tài tình. Một nhân viên cho biết, nếu có thể dễ dàng lần ra dấu vết của tổ chức chú hề, thì CIA đã nhổ sạch đám hacker từ lâu, chứ không để cho bọn chúng tung hoành khắp nơi làm mất mặt bọn họ trước toàn thiên hạ như thế này. Có thất bại thì cũng phải thử. Morrison nói, mã theo dõi đã được gửi cho ngươi. Được rồi, đã nhận được. Các ngón tay Morrison điên cuồng gõ trên bàn phím, tranh thủ từng phút từng giây, như thể đối phương sẽ đăng xuất ngay khoảnh khắc tiếp theo. Trong vòng chưa đầy nửa phút, vào thời điểm mà Morrison nhấn phím Enter, màn hình LCD xuất hiện những đường chấm ngắt quãng. Đang theo dõi IP. Các đường chấm liên tục nhảy nhót dày đặc trên bản đồ thế giới, tạo ra các đường kết nối với địa chỉ của nhiều máy tính ma khác nhau nằm rải rác trên toàn thế giới, hình thành một mạng lưới liên kết vô hình. Tất cả mọi người trong văn phòng đều nhìn chằm chằm vào màn hình LCD. Bọn họ đã thử rất nhiều lần, nhưng các địa chỉ mà họ lần ra đều giả mạo. Đối với lần thử nghiệm này, mọi người đều không ôm quá nhiều hy vọng nhưng vẫn muốn xem kết quả. Tinh 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 đã xác định IP thành công. Khi nhìn thấy dấu chấm đỏ trên bản đồ bị khóa ở Vancouver, Canada thì mọi người ở đó đều ngây cả người. Theo dõi thành công ư? Kết quả này thật sự là nằm ngoài dự liệu của tất cả bọn họ. Tất cả mọi người đã bắt đầu ấp ủ một chút hy vọng. Bọn họ đều mong rằng địa chỉ được xác định lần này có thể là thật. Địa chỉ IP được xác định. Mau tìm kiếm vị trí của nó đi. Morrison nói. Địa chỉ là thành phố Tenri, Hokkaido, Nhật Bản. Đây là một biệt thự độc lập. Hình ảnh nóng một căn biệt thự xuất hiện trên bản đồ vệ tinh. Tổng thanh tra CIA bên cạnh cũng tỏ vẻ thận trọng. Lập tức điều tra thông tin cá nhân của chủ nhân căn biệt thự này. Tra ra rồi. Tenkai Tokomi, công dân Nhật Bản, tốt nghiệp chuyên ngành máy tính tại Đại học Kyoto. Sau khi tốt nghiệp, hắn ta làm kỹ sư cho một công ty phần mềm. Một năm trước, hắn đã từ chức và đang hành nghề tự do. Đúng là hắn ta rồi. Mau chóng ra lệnh cho tiểu ưng ở Hokkaido, Nhật Bản lập tức tới địa chỉ này và triển khai truy bắt. Hãy bảo hắn không cần e ngại việc bại lộ thân phận, chỉ cần sử dụng tốc độ nhanh nhất là được. Theo lệnh của ta, mau đột nhập vào hệ thống máy tính của hắn ta. Chương 589, khó bề phân biệt. Morrison không quan tâm đến lời bàn tán xì xào xung quanh mình. Đôi mắt hắn ta kính chặt vào màn hình máy tính. Lúc này bầu không khí trong văn phòng đang dần sôi trào. Được rồi, tất cả các thanh niên của văn phòng an ninh mạng CIA bắt đầu xâm nhập máy tính đối phương. Dennis vốn đang còn sa sầm mặt mũi, bây giờ cũng lấy lại được chút ít tinh thần. Đây chính là cơ hội để hắn ta sửa nhục. Dưới sự giám sát gắt gao của Dennis, vậy mà tổ chức chú hề vẫn có thể xâm nhập thành công. Đây chắc chắn là một cái tát vào mặt Dennis Moran. Nếu không tìm được đối phương, trong lòng hắn ta sẽ hình thành một cái hố đen không thể nào lấp đầy. Hồi đó, hắn ta từng xâm nhập vào hệ thống máy tính của không quân Hoa Kỳ. Còn đối phương chỉ là một hacker nhỏ bé. Đối với Dennis mà nói, đây không phải là vấn đề lớn. Ta đã tìm thấy sơ hở của đối phương rồi. Dennis nhìn vào màn hình hiển thị rồi nói. Hack đi. Cảnh báo đã phát hiện truy cập trái phép. DM. Nhìn thấy cảnh báo trên màn hình máy tính, Denkai Tokomi biến sắc, hắn không nhìn được mà thốt ra một tiếng chửi thề. Sau đó bắt đầu chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài. Denkai Tokomi biết tài khoản Twitter của tổ chức chú hề đang ở dưới tầm ngắm của rất nhiều người. Có điều hắn ta đã đánh giá quá cao năng lực của chính mình, đồng thời đánh giá thấp năng lực theo dõi của đối thủ. Nghĩ đến đây, Denkai Tokomi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nếu đối phương truy tìm ra IP, vị trí và danh tính của hắn thì chắc chắn đã bị bại lộ. Một khi rơi vào tay CIA, hậu quả thế nào thì hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Tenkai Tokomi chỉ cần nghĩ đến thôi đã rùng mình. Lúc này Tenkai Tokomi chỉ muốn tự vả cho mình mấy phát cho tỉnh, nhưng hối hận thì cũng là vô ích. Sau khi bình tĩnh trở lại, hắn bắt đầu sửa chữa sơ hở của máy tính, sau đó tiếp tục ôm một chút hy vọng cuối cùng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tenkai Tokomi đổ mồ hôi lạnh trên ướt trán. Tenkai Tokomi đang suy nghĩ đối sách thì tiếng chuông cảnh báo đột nhập của biệt thự vang lên. Hắn nhìn vào camera của biệt thự, chợt thấy có mấy người đàn ông mặc đồ đen đã tiến vào biệt thự. Nhanh vậy sao? Sắc mặt Tenkai Tokomi tái nhợt đi.
Trong vòng chưa đầy nửa giờ mà đối phương đã tìm được đến rồi. Khốn kiếp! Tenkai Tokomi không chút do dự. Hắn cầm lấy ô đĩa cứng, máy tính trên bàn rồi trốn thoát qua cửa sâu của tầng hầm. Tổ chức Chu Hề đã gián tiếp phá hủy mạng lưới tình báo toàn cầu của CIA. Vậy nên cho dù hắn có trốn ở tầng cùng trái đất, thì đám người CIA cũng sẽ tìm được. Với tình hình hiện tại, Tenkai Tokomi chỉ có thể tìm đến sự bảo hộ của phía chính phủ, còn hơn là để bản thân rơi vào tay của CIA. Nhật báo Asahi Shimbun. Một trong những thành viên của tổ chức Chu Hề đã ra đầu thú với cảnh sát Nhật Bản. Theo nguồn tin chính thống, người này đã phủ nhận thông tin tổ chức Chu Hề thâm nhập hệ thống của CIA, đồng thời cũng khẳng định tài khoản Twitter chính thức của tổ chức Chu Hề đã bị đánh cắp. Thời báo New York, thành viên của tổ chức Chu Hề đã đầu hàng cảnh sát Nhật Bản để né tránh sự truy đuổi của CIA. Hắn ta đã thừa nhận tài khoản Twitter của tổ chức Chu Hề đã bị đánh cắp, đồng thời phủ nhận hành vi xâm nhập vào kho dữ liệu nội bộ của CIA. Hiện tại, các quan chức CIA của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang thúc giục Nhật Bản giao nộp thông tin các thành viên của tổ chức Chu Hề, đồng thời chịu trách nhiệm công tác thẩm tra xử lý vụ việc này. Thông tấn xã Bloomberg News, thành viên của tổ chức Chu Hề đã đầu hàng cảnh sát Nhật Bản. Được biết, thành viên này đã nộp mã nguồn của virus Hề cho cảnh sát Nhật Bản, đồng thời bác bỏ mối quan hệ của tổ chức Chu Hề và CIA. Ngoài ra, đối tượng còn cho biết tài khoản chính thức của tổ chức Chu Hề đã bị đánh cắp. Thời báo toàn cầu, tổ chức Chu Hề chính thức phủ nhận vụ việc xâm nhập vào hệ thống máy tính CIA. Vì tài khoản Twitter của bọn họ đã bị đánh cắp, cho nên bọn họ sẽ không nhận trách nhiệm hay thay người khác. Cả thế giới đều phải kinh ngạc tổ chức Chu Hề vậy mà. Squirrel Headlines, hacker Trung Quốc ăn cắp tài khoản Twitter chính thức của tổ chức Chu Hề, BBC. Cơn dư chấn này còn chưa lắng xuống thì một cơn dư chấn khác nổi lên. Thông tin thành viên của tổ chức Chu Hề đầu thú với cảnh sát Nhật Bản đã bị rò rỉ ra bên ngoài, sau đó phủ khắp tất cả các trang báo. Tổ chức Chu Hề vừa thông báo hạ màn trên trang Twitter chính thức của mình chưa đầy một ngày, không ngờ tình hình lại đảo ngược một lần nữa. Hiện tại, thành viên của tổ chức Chu Hề lại lên tiếng phủ nhận hành vi xâm nhập vào hệ thống máy tính CIA. Điều này khiến cho quần chúng hóng hớt trên toàn thế giới phải tròn mắt kinh ngạc. Vậy ai đã đánh cắp tài khoản của gã Hề? Tại sao lại xâm nhập vào CIA dưới danh nghĩa của tổ chức Chu Hề? Có phải là tổ chức Chu Hề đã tự biên tự diễn vở kịch này hay không? Hay đây chỉ là sự khởi đầu của những mưu đồ tiếp theo? Tình huống đảo ngược diễn ra quá nhanh khiến cho nhiều người không kịp trở tay, đồng thời cũng khó bề mà phân biệt vật thật giả. Chương 590, rút lui hoàn toàn. Toàn thế giới lúc này vô cùng náo nhiệt, một nơi khác cũng ồn ào không kém. Viện Phát triển Trí tuệ Nhân tạo Đại học Kyoto, Nhật Bản, các thành viên trong nhóm nghiên cứu đang phía sau lưng Murakami Shuichi. Bọn họ quan sát kết quả thử nghiệm, sau đó reo mừng vui vẻ. Mã nguồn trí tuệ nhân tạo là có thật, ha ha ha. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán là một loại ngôn ngữ xuất sắc hơn với các loại ngôn ngữ máy tính bậc cao đang hiện hữu. Ngay từ khi virus Hề gây náo động toàn cầu, nhóm nghiên cứu của bọn họ đã chú ý đến điểm này. Hóa ra, nền tảng trí tuệ nhân tạo của công ty Kiến Hành Quân vốn được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Hơn nữa, công nghệ trí tuệ nhân tạo của công ty Kiến Hành Quân đã hoàn toàn bỏ xa các công ty khác trên thế giới. Sau khi kết hợp một số nhận định, bọn họ đoán rằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán có thể hỗ trợ công tác nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, bản thân là một trong những nhóm trực thuộc Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo tiên tiến nhất ở Nhật Bản. Bọn họ cũng dốc sức học ngôn ngữ lập trình chữ Hán, sau đó thử nghiệm rồi phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo cho riêng mình. Vào lúc virus Hề bùng phát khắp nơi, bọn họ đoán rằng mã nguồn của con virus này có chứa các đoạn mã trí tuệ nhân tạo, cho nên mới có khả năng lây lan đáng sợ như vậy. Bọn họ luôn mong muốn có được mã nguồn của virus Hề. Bây giờ bọn họ cũng đạt được ý nguyện rồi, thành viên của tổ chức Chu Hề đã chịu giao nộp. Ngay sau khi đoạn mã nguồn của virus Hề, bọn họ đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm. Quả nhiên suy đoán của bọn họ đã trúng. Trong mã nguồn của virus Hề thực sự có chứa đoạn mã trí tuệ nhân tạo, bấy lâu nay tổ chức Chu Hề thật sự đã lãng phí của trời cho. Nếu đoạn mã trí tuệ nhân tạo này có thể mang lại đột phá cho công trình nghiên cứu của bọn họ, thì giá trị thu về chắc chắn sẽ không thể đo lường được.
Sau khi nghĩ về thành tựu tương lai trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, toàn bộ nhóm nghiên cứu đều vui mừng đến cực độ. Bọn họ cũng phát triển trí tuệ nhân tạo bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình chữ Hán, nhưng chỉ có công ty Kiến Hành Quân mới sở hữu thuật toán trí tuệ nhân tạo được biên soạn bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể tìm kiếm con đường của riêng mình. Nếu kết hợp đoạn mã trí tuệ nhân tạo bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán với các phần mềm trí tuệ nhân tạo khác, thì liệu bọn họ có thể tạo nên đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hay không? Chúng ta hãy thử áp dụng đoạn mã trí tuệ nhân tạo này vào phần mềm trí tuệ nhân tạo hiện có đó đi. Murakami Shisui chợt nghĩ ra một kế hoạch táo bạo trong đầu. Hắn muốn tạo ra một trí tuệ nhân tạo Lai. Người muốn từ chức ư? Tại sao? Trần Mặc nghiêm mặt nhìn về Vệ Triết. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi Vệ Triết đưa ra lời đề nghị này. Hiện tại Vệ Triết là người lãnh đạo bộ phận lập trình chữ Hán, thành viên chủ chốt của nhóm phát triển hệ sinh thái ba chiều và nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo Plus. Nói chung, Vệ Triết là một trong những viên đại tướng của công ty Kiến Hành Quân. Trần Mặc đương nhiên không thể thả người dễ dàng như vậy được. Đúng vậy, ta là một trong những người sáng lập của nhóm chat tổ chức chú hề, cho nên ta cũng có một phần trách nhiệm trong những vụ việc đã xảy ra. Hiện giờ, một thành viên trong tổ chức chú hề đã bị bắt. Nếu mọi người lần ra thân phận của ta, y rằng sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho công ty. Ta không muốn liên lụy đến mọi người. Vệ Triết nói, Trần Mặc có ơn tri ngộ với hắn. Hắn thật tình cũng không muốn rời khỏi công ty Kiến Hành Quân, nhưng hắn lại là người sáng lập của tổ chức khủng bố khét tiếng. Một khi thân phận của hắn bị bại lộ, y rằng công ty Kiến Hành Quân sẽ rơi vào cảnh hiểm nghèo. Thời gian gần đây, hắn cũng trăn trở nhiều điều, bởi vì gã hề là sản phẩm do hắn từng tập kết. Mặc dù hắn đã rút lui do mâu thuẫn nội bộ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì cũng không thể yên tâm được. Hóa ra là vì chuyện này, Trần Mặc cười nhẹ nhõm. Khi ngôn ngữ lập trình chữ Hán vừa mới công bố, trên thế giới cũng không có mấy người có thể sử dụng thành thạo lại ngôn ngữ lập trình này. Và Vệ Triết là một trong số đó. Vì để chiêu một nhân tài cho công ty Kiến Hành Quân, Trần Mặc đã đích thân đến thành phố Hoài Bắc và mời Vệ Triết gia nhập công ty. Trong khoảng thời gian gần đây, tổ chức chú hề lại gây ra ồn ào không nhỏ. Hiện giờ còn có một thành viên trong nhóm chat bị tra ra, cho nên Vệ Triết cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu là vì chuyện này, tốt hơn hết ngươi nên quay lại làm việc. Ở thời điểm hiện tại, ngươi không liên hệ gì đến tổ chức chú hề. Vệ Triết, ngươi là lập trình viên của công ty Kiến Hành Quân, không phải người sáng lập tổ chức chú hề. Trần Mặc nói, hơn nữa những người biết thân phận trước đây của ngươi cũng không có nhiều. Chỉ có ta và tổng giám đốc Triệu Bẩn mà thôi. Chỉ cần ngươi không tiết lộ thân phận của chính mình, thì những người ngoài kia sẽ không biết được. Nhưng lỡ như... không có lỡ như gì cả. Trần Mặc ngắt lời Vệ Triết, ta có thể tìm được ngươi, đương nhiên cũng có thể xóa bỏ mối liên hệ giữa ngươi với tổ chức chú hề. Nếu ngươi không thừa nhận, không ai có thể điều tra ra. Cho dù ngươi thừa nhận, thì bọn họ cũng chưa chắc đã kết tội được ngươi vì không có chứng cứ rõ ràng. Vì thế, ngươi đừng lo lắng bản thân sẽ liên lụy đến công ty. Ngươi cứ chăm chỉ làm việc đi. Nhưng, có phải lương thấp không? Hay là muốn tự ra ngoài kinh doanh riêng? Trần Mặc lại ngắt lời Vệ Triết. Không phải, chủ tịch. Người có ân tri ngộ với ta, trước đây ta còn chẳng dám mơ tới mức lương hiện tại. Đương nhiên là không hề nghĩ đến việc rời khỏi công ty. Vệ Triết cười khổ giải thích. Vậy thì làm việc chăm chỉ đi. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Đám người kia có điều tra thế nào cũng không tra đến ngươi đâu. Trần Mặc đẩy lá đơn từ chức trên bàn lại cho Vệ Triết. Được rồi chủ tịch, ngươi đã không lo lắng. Nếu ta còn tiếp tục xoắn xít, thì lại biến thành kẻ nhát gan mất. Vệ Triết cười nhạo chính mình, sau đó lấy lại đơn từ chức, xí nát rồi bỏ vào thùng rác bên cạnh. Đúng rồi, ta biết thân phận của ngươi mới đến tìm ngươi. Đương nhiên sẽ không để tâm đến việc ngươi sẽ liên lụy đến công ty. Cho nên ngươi không cần nghĩ nhiều. Không lâu nữa, quốc gia sẽ tổ chức một hội nghị trí tuệ nhân tạo ở thủ đô. Đến lúc đó, ngươi và Tư Gia còn có Lâm Thư sẽ phải tham dự đấy. Ông chủ, ngươi không đi sao? Vệ Triết hỏi. Ta cũng sẽ đi, có điều công ty chúng ta sẽ công bố dự án trí tuệ nhân tạo Plus trong hội nghị lần này. Ba người các ngươi là người chịu trách nhiệm chính của hạng mục. Bản thân ta cũng hiểu rõ một số thứ, nên các ngươi sẽ lên phát biểu. Ta tới đó cũng chỉ là bàn chút về những viễn vông trong tương lai. Hiện tại sắp đến giờ tan làm rồi.
ta cũng nên về với vợ đây. Về Triết cười nhẹ nhõm rồi xoay người rời đi. Trần Mạch cũng lấy ra một hộp nhẫn từ trong ngăn kéo, rời khỏi văn phòng. Tổ chức chú Hề hiện đang làm náo loạn toàn thế giới, nhưng tất cả chuyện này đều không liên quan gì đến Trần Mạch. Sự trả thù mà hắn mong muốn cũng đã đạt được rồi. Và hắn còn có rất nhiều việc phải làm tiếp theo. Và đó là toàn bộ tập 117-118 của bộ truyện Thư viện Khoa học Kỹ thuật trên kênh Tạp Hóa Tu Tiên. Hãy nhấn like và subscribe kênh YouTube Tạp Hóa Tu Tiên để có thể theo dõi các tình tiết tiếp theo của bộ truyện này. Xin cảm ơn tất cả các bạn.